Về sản xuất nông nghiệp, hiện nay nhu cầu về sản phẩm sạch ngày càng được nhiều người tiêu dùng quan tâm chú trọng, nên việc triển khai xây dựng các mô hình sản xuất nông sản an toàn, ứng dụng công nghệ cao đã được người nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai quan tâm hưởng ứng. Trong đó, mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao của nông dân xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc không chỉ tạo ra nông sản sạch mà còn đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển nông nghiệp tại địa phương theo hướng bền vững. Đây là mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao của gia đình anh Nguyễn Tiến Hùng, ấp Trảng Táo, xã Xuân Thành. Anh Hùng cho biết đầu năm 2024 qua tìm hiểu, anh bắt đầu và áp dụng mô hình trồng dưa lưới giống 2088 trong nhà màng trên diện tích 1.200 m². Nước và phân bón được tưới qua hệ thống nhỏ giọt nên vườn dưa lưới của gia đình anh sinh trưởng và phát triển tốt. Chỉ sau 70 ngày trồng, vườn dưa thu hoạch trọng lượng từ 1,2 đến 2 kg mỗi trái, với giá dao động từ 25 đến 35 ngàn đồng một ký, tùy thời điểm đem lại cho gia đình anh nguồn thu nhập trên 80 triệu đồng một vụ. Sau khi trừ chi phí đầu tư, theo đó đến nay, anh Hùng đã đầu tư mở rộng diện tích trồng dưa lưới trên 3.500 m². Cây dưa lưới thì có thể trồng được, mà chắc chắn là mình trồng được là 4 vụ trên một năm. Và hiệu quả kinh tế đến thời điểm này thì có thể nói rằng là nó đạt tầm khoảng chừng trên 300 triệu trên một năm, trên một sào đấy, một sào của mình trên 300 triệu. Như vậy thì nó đem lại cho cái người dân ở tại Trảng Táo này một cái nguồn thu nhập khá là ổn định và khá là tốt. Theo nông dân trồng dưa lưới, mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao, áp dụng hệ thống nhà màng, mặc dù chi phí ban đầu cao, nhưng tính bền vững của hệ thống nhà màng rất tốt. Bên cạnh đó, dưa lưới trong nhà màng giúp che mưa và ngăn côn trùng xâm nhập, không phụ thuộc vào thời tiết, giảm chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, có thể canh tác 3 đến 4 vụ mỗi năm. Từ những kết quả tích cực mà mô hình đạt được, đến nay nông dân trên địa bàn ấp Trảng Táo, xã Xuân Thành đã triển khai nhân rộng diện tích trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao lên trên 27 ha. Hội nông dân cũng đã kết hợp với ủy ban cũng như là với hội nông dân huyện cũng như các phòng ban chuyên môn của huyện cũng đã thường xuyên tổ chức tập huấn cho bà con nông dân là về cái khoa học kỹ thuật phòng trừ bệnh trong cây dưa lưới và các cây khác trên địa phương. Thì năm 2023 thì đã có thành lập được cái tổ hợp tác cây dưa lưới. Thì bây giờ chúng tôi đang xúc tiến để làm cái hướng dẫn cho bà con trong Trảng Táo đây là thành lập một cái hợp tác xã. Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng áp dụng công nghệ cao không những mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần làm thay đổi tư duy, thói quen tập quán canh tác của nông dân từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất nông nghiệp sạch gắn với nhu cầu thị trường, mở ra hướng đi tích cực trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương.